thuế quan đối với tất cả hàng hóa có nguồn. Xin chào anh em nhé, hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một con âm ly Kenwood G-Saver có model là KR9940 anh em nhé. Con này nó lên đèn thì nó đẹp như một cung điện anh em ạ. Nó có bốn trước tiên này anh em nhìn thấy nó có bốn cái đèn vu báo tín hiệu công suất và hai đèn vu của Senco và Tulin. Và đây là đài radio sóng FM nó bắt được lên 108. Đây là mình đang bắt cái đài AM nha anh em nhá. Đài AM là đài của Trung ương đấy, đài của địa Trung ương mình đấy. Nhưng mà cái đài AM này mình bắt nó cũng không ở chỗ mình là vùng thợ vùng thấp vùng xa nên bắt nó không được nét lắm. Bây giờ mình về đài FM cho anh em nhá. Đây mình đang bắt đài AM này, mình về đài FM này. Đấy, bắt đầu mình dò đài này. Cũng đang đấy, cái đài FM này là thì nó bắt nét luôn về mật độ xe. Cái đài này là đài địa phương của mình đấy, đài phòng đấy. Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên thì khu vực này đang được đơn vị nhà thầu cho trải nhựa và các phương tiện chúng ta chỉ còn. Đấy là cái đài của Hải Phòng mình nhá. Hải Phòng mình bắt nét lắm. Các bạn chúng ta di chuyển qua thì cũng cần phải chú ý hết sức thận trọng. Trên một số những trục đường khác như là đường 28 qua ngã tư Quy thì lượng xe. Bây giờ mình sẽ test tiếp cho anh em nghe cái phần có những sự chậm hơn theo chiều. Nhạc một chút nhá. Con này âm sắc của nó hay lắm anh em ơi. Là chay qua cái điểm giao. Bây giờ mình để tất cả cái radio này như này nhá. Mình nếu mà mình chơi qua âm nhạc thì mình chỉ về mỗi đường tab monitor này anh em này. Mình đang đấu ở cổng tab monitor. Nó cổng tab 1, tab 2 đấy. Mình chơi ở cổng tab 1 đi. Đó. Mình đang chơi ở cổng tab 1. Con này âm sắc của nó hay lắm. Nó là 300W nhá anh em nhá. Đánh 8 con sò sắt. Một con nguồn cực khủng, ngoài ra nó còn rất nhiều tụ cấu tạo linh kiện tụ của nó toàn tụ cao cấp rồi. Máy là sexy vàng óng anh em nhá. Bắt đầu tính từ nút này là nó là nút power nguồn. Và đây là nó có hai cái phone tai nghe đấy anh em ạ. Và đây là nó có hai cặp, nó cũng chơi hai cặp A như bình thường. Nhưng mà mình đang chơi ở cặp A này. Cặp A này nó cho anh em chơi thêm một cặp loa lời nữa. Đấy, mình đang chơi ở cặp A. Cặp B mình không chơi. Cặp B nó cũng cho anh em chơi thêm một cặp loa lời nữa nhá. Mỗi cặp là nó cho anh em chơi một cặp, thêm một cặp loa lời nữa. Còn anh em mà chơi hai cặp chính của nó thì anh em ấn cả hai cầu này vào thì là nó chơi được cả hai cặp. Và đây là cái nút này là nút master level. Và đây là cổng tab 1 mình đang chơi. Tải bánh đi ngược chiều từ đấy mình nhả ra là nó lại chơi tam ba. Chơi đài radio. Đây là cổng tab 2. Đây là muting của FM anh em nhá, của FM và AM nhá. Và đây là con này lau lốt. Đấy anh em thấy lau lốt nó khỏe không? Và đây là lau filter. Và đây là hai filter. Và đây là tất cả các dàn nút này là anh em mình nó cho anh em mình chơi lại. Ví dụ anh em ở chơi ở kênh phông, chỉnh bass ở kênh phông, chỉnh chép ở kênh phông, và kênh gia là kênh loa lời, chỉnh bass ở loa lời và chỉnh chép ở loa lời. Đấy, nó cũng ký hiệu hết ở đây này anh em, là rất dễ chỉnh thôi. Và đây là ba lăng của kênh phông và ba lăng của kênh gia. Đấy, nó độc lập ra như thế mà anh em. Và đây là ba lăng chỉ có của kênh gia thôi. Và đây là ba lăng chỉ có cả kênh phông thôi, là kênh chuyện là loa chính anh em ạ. Anh em cứ hiểu luôn, là ba lăng của loa chính và ba lăng của loa lời. Và đây là tổng ba lăng của cả hai kênh, của cả hai loa. Ví dụ anh em chơi loa chính và loa lời thì là ba lăng của loa chính và loa lời. Còn trên này nó là một cái volume tổng, volume to nhỏ. Đấy, volume to nhỏ đấy. Và đây là selector, là nó chọn anh em chọn chơi AM này, FM này, phone 1 này, phone 2 này. Đấy.
và đây là tu linh dò đài, dò sóng đài đấy. Thế thôi anh em ạ. Tất cả chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Mình xin báo giá là mình đang bán cho anh em con này là 16 triệu, bao ship tận nhà cho anh em. Con này là công suất của nó 300W, chơi được bát từ 40 trở về. Nó cạnh tranh cùng với phân khúc của Sun Sui 9001 đấy anh em ạ. Thì con này nó là 9940. Anh em biết là cái dòng Omni Kenwood của dòng KR này nó có rất nhiều model. Nó từ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sun Sui 9001 nó cũng thế. 8001, 7001. Rồi đầu 6, đầu 5, đầu 3, đầu 4, vân vân. Nhưng mà con này nó trang trí nó nhiều dàn đèn này nó rất đẹp anh em. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Anh em nào chơi con này điện cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn anh em ở clip sau.